Hello, vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau một thời gian khá dài thì kênh của mình thường xuyên chiếu vào những kèo đấu mắc biển của bên Trung Quốc. Thì hôm nay chúng ta các bạn nhìn là cũng mắc biển nhiều rồi, sẽ mắc biển nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thể loại nó cổ truyền hơn. Đó là kèo thi đấu Solo Isilan giải kim tụ Sao Long và Chiến Tượng. Đây là màn hình máy của kim tụ Sao Long. Isilan khởi đầu vẫn có 7 rất đẹp. Một cái BG mắc binh. Trận đấu này là một trận thi đấu trong buổi tối hôm qua. Buổi tối hôm qua sau khi mà game thủ Sang Long dễ dàng giành chiến thắng trước Van Lớp với tỷ số 9-0 xong thì anh ta quay về đây. Anh ta solo Isilan với chiến tướng và có vẻ như là một kèo thi đấu mà tính chất làm ấm người thôi. Đánh với Van Lớp để làm ấm người, sau đó là đánh với chiến tướng, một kèo thi đấu mà nhận được trực tiếp là 200 tệ, tức là khoảng 7 lít. Còn đánh với chiến tướng Van Lớp thì trong kiểu là đánh vòng bảng thôi. Đánh như kiểu đánh World Cup vậy, đá World Cup thành ra là phải đến chung kết cơ. Sau khi chung kết nếu như mà vô địch, nếu như mà Sang Long mà là người may mắn giành được cả ba chức vô địch, vừa may mắn vừa xuất sắc giành được cả ba chức vô địch thì anh ta sẽ có khoảng hơn 100 triệu tiền thưởng. Một con số khá lớn. Thì các bạn biết rằng là cái giải thi đấu online Việt Trung này là một cái giải thi đấu mà mỗi nội dung vô địch sẽ được thưởng khoảng gần 40 triệu gì đấy tiền Việt. Đấy, nếu như mà Sang Long vô địch ấy, thì anh ta sẽ được khoảng tầm hơn trăm, trừ có thể là lằng nhằng đi ăn chơi nhảy múa, tiêu pha mời mọc thứ liên hoàn thì sẽ vào độ hơn trăm đấy, nhưng một con số rất lớn trong một giải đấu đánh online. Thể thức thi đấu như World Cup luôn, 32 cầu thủ tham gia 3 nội dung, chia làm 8 bảng như đá World Cup vậy. Sau đó sẽ nhặt nhất nhì ra, đá các thể loại vòng tròn tính điểm rồi thì tính lượt đi lượt về, tính điểm vòng loại trực tiếp các kiểu luôn, giống hệt World Cup. Và ứng cử viên cho chức vô địch sẽ là Sang Long và Chim Sẻ. Mình nghĩ rằng trong hai thể loại cùng R thì ứng cử viên vô địch sẽ là Sang Long và Chim Sẻ, người có cửa sáng cao nhất. Tiếp đến sẽ là Tiểu Thủy Ngư và Hoàng Anh. Còn nội dung map biển thì Việt Nam, mình nghĩ rằng về nội dung map biển thì Việt Nam hiện tại thì mình không thấy có ai có đủ khả năng để thi đấu với người Trung Quốc trong kèo thi đấu map biển. Nhưng mà nếu như sau một vài vòng đấu nữa, khi mà các game thủ bên phía Việt Nam học hỏi được nhiều những cái kèo thi đấu từ người Trung Quốc trong cái kèo map biển rồi, thì mình nghĩ rằng cửa sáng cho người Việt Nam trong kèo map biển là vẫn còn và vẫn có rất là nhiều. Chỉ là chưa đến lúc thôi. Thì các bạn thấy rằng điển hình trong cho cái điều đó, đó là tối hôm qua thì Sang Long đánh Van Lớp thì anh ta đánh như kiểu là như đánh mà như không đánh vậy. Còn Không Được Khóc và Tiểu Vũ thi đấu thì căng thẳng hơn và cân kèo hơn, nhưng rất tiếc là game thủ Không Được Khóc em đánh hơi non kinh nghiệm một tí, Khóc đánh hơi non. Đánh rất tốt rồi, phát triển đi thứ mọi thứ chiến thuật rất tốt, nhưng vấn đề của Không Được Khóc đó là đánh hơi non kinh nghiệm, mặc dù có cạnh Không Được Khóc còn có Chim Lợn Gầm En. Game thủ Không Được Khóc nếu như mà cứ duy trì được cái phong độ đánh cung R như vậy và trong những tương đi quân mà nó sắc sảo hơn, nó rõ nét hơn, thì game thủ Không Được Khóc sẽ là một người hứa hẹn trong tương lai sẽ là một người đánh cung R siêu tốt. Các bạn hãy xem những kèo thi đấu xem của Không Được Khóc với Tiểu Vũ, đánh không hề ngao núng, không hề sợ, thậm chí có những lúc còn vượt lên trên Tiểu Vũ cơ. Đến kèo map biển thì mình có tư vấn cho Không Được Khóc là không đánh được cảm giác khó đánh thì đánh chơi hai công quẩy không tròi lên nhà nó, nhưng mà Khóc có vẻ như vẫn chưa áp dụng cái chiến thuật này. Đánh đời ba với đánh kiểu đánh mắt biển đời ba với người Trung Quốc thì rất là khó, do người ta cũng quen tay rồi, và nhiều kinh nghiệm hơn, thành ra đánh kiểu đấy thì mình nghĩ rằng nên đánh cái ôm bom, đặc biệt là những quân xấu. Các bạn biết rằng là hôm qua có trận thi đấu mà game thủ Tiểu Vũ là người được cầm Hitty, anh ta chảy cối có một thời điểm tham lai đẻ khoảng 73. Tiểu Vũ lúc đó tham chỉ khoảng 13 thôi, còn 3 con dân, nhưng mà game thủ Không Được Khóc vẫn không thể kết thúc được trận đấu ngay, để game thủ Tiểu Vũ chảy cối và đã lật tham là thắng lại. Thì như vậy là chứng tỏ rằng là cái kinh nghiệm trận mạc của Tiểu Vũ là rất xuất sắc, tận dụng rất tốt cái lợi thế của những con thuyền và những con cung ra Hitty để kết hợp giữa bộ binh và thủy binh dỉa chết game thủ Không Được Khóc. Nếu như mà chơi cái đòn là chơi quẩy và chơi tròi thì người Trung Quốc sẽ rất chích nhói trong cái thể loại này. Trở lại trận thi đấu, là một trận thi đấu đây, các bạn thấy rằng Sang Long làm một bài đánh 28 dân trong một bài không phải là quá đẹp về đồ ăn. Quả phụ 6, quả chính 7, hiệu 6, một con voi, 28 dân cộng 1. Thế nhưng mình nghĩ rằng với cái lượng đồ này thì sẽ ép sẽ hơi bị vói đấy, ép sẽ khá vói khi mà đây lượng, các bạn thấy rằng lượng thực còn không nhiều, lại còn đánh một bài 28 dân nữa cơ, 28 cộng 1 hơi phiêu. Cùng xem Sang Long ép đời như thế nào nào. Mình nhìn thấy đây mới chỉ có khoảng đủ đấy, lên đời chắc là ok thôi, chứ còn để mà nó ngon nghẻ trơn tru được thì cũng hơi xương. Vẫn sẽ là Nama, chỉ còn lực nó không được mắc pinh thế giới thôi. Nama được do là Sang Long đang có đồng đài đánh 28 cộng 1 mà, như vậy không cộng được.
Như vậy là không cộng được do anh ta không CE. thế Tham vẫn đang đang là là sư tử 28 trên của bạn 28 thôi.解决掉。Rồi, không cộng được 28 既然dần thì加vẫn不chẳng起định được农làm民mà.神龙的话，直接是四个农民做 BM， 三Rồi,个农民ok,做kích rồi. BA， 安添 một sư tử然nữa.后也是安四添个một cả农民hai sư做tử luôn BM， này ô. 这是送上Kìa,门去给kìa. 狮子咬的。真的是送上门去给狮子咬，明Rất明白ngáo.两只狮子嘛。Như vậy là một你以bài đánh为这个狮子 28 眼không睛cộng được是một近mà còn视，trừ một cơ.看不到你。Do là con rồng dân神龙câu在sư讲，tử thì lại看không不chú到ý.我。升级比战将还是Thì可以vậy的chiến嘛。tướng đè tham lên. Chiến tướng đè tham lên khi mà tham chiến tướng đang là 28 còn tham của Sao Long chỉ là 27. Một tình huống không chú ý rất rất đáng tiếc đến từ game thủ Sao Long. Thì như vậy là không câu được hai con sư tử đó để ăn, lại còn mất thêm một con dân nữa, thì như vậy là lực rất yếu, sẽ chỉ là 4A thôi. Ép chuẩn thì sẽ là 4A. Đang vẽ những ruộng rất xít cạnh nhà BG để cho những con dân không phải di chuyển nhiều. Đã có 8 cái ruộng, ok rồi. Ăn hai con dân quả lớn như vậy là 10 cái ruộng. 27 nông dân và 10 cái 27 nông dân và 10 con dân làm thực. 17 nông dân làm gỗ, rất chuẩn chỉ cho Sao Long. Chết đầu tiên cạnh tại cánh rừng thông, nó cái rừng dừa nó đã cạn cạn rồi, đã ăn ra đến mép bãi đá rồi. Bài này nếu như mà Sao Long ăn được đôi trọn vẹn đôi sư tử kia, cộng với không chết con nông dân lại còn cộng thêm một dân đồng nữa, thì mình nghĩ rằng sẽ rất thoải mái để đánh Yama, nhưng mà những cái tình huống hơi lỗi từ Sao Long. Lên đời thì chắc chắn cũng không đánh nhau nhiều đâu, lên đời không đánh nhau nhiều, cũng chỉ khoảng tầm 20 giây là căng thôi. Nhưng mà chiến tướng mà để anh ta lên đời sớm hơn ra đi công thì còn có nhiều điều để xem, chứ còn chiến tướng lên đời muộn hơn mà để Sao Long công thì rất khó. Chưa kể nữa là chiến tướng bây giờ không còn là phải không còn phải là chiến tướng năm 2010 trở về trước, không còn phải là chiến tướng của năm 2010 2011 trở về trước nữa rồi. Chiến tướng bây giờ không phải là chiến tướng ngày xưa nữa. Sao Long đang tỉ mỉ gan ke để có thể đánh được một bài 4A. Như vậy là nhà của game thủ Sao Long ở khu nhà của game thủ chiến tướng sẽ ở khoảng khu vực góc 1 giờ 2 giờ. Và Sao Long đang chủ động bo cái mặt hướng từ 12 giờ xuống trước. Mặt đó là khu vực làm ăn rất trọng yếu từ Sang Long, khi bạn thấy rằng chỗ đó là một chỗ có đến hai chiếc BS, và nếu như bị bắn vào những cái nhà BMB hoặc là đứng sau rừng bắn vào thì rất khó chịu. Bắn vào đó thì sẽ phải chạy tối thiểu là hai chiếc BS, mất một đoạn dân gỗ rất là lớn. Rồi các bạn thấy đây, chiếc đầu còn gần hết rồi cơ, tuần đầu đã ra tuần hai đều luôn, song song vẫn còn thừa thực là xong dần được. Đây các bạn thấy rằng là Sang Long đánh thì luôn luôn là những cái bài đánh ưu tiên về dân, ưu tiên là dân đều đẩy đi luôn, mà đẩy đi luôn khi mà Sao Long là người sớm hơn chiến tướng khoảng tầm hơn 20 giây. Sang đến nơi thì cung rồng của chiến tướng cũng sẽ nở ra, nhưng mà giờ Sao Long đang những tình huống đi vòng và muốn làm một tướng lách 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 theo kiểu ảo đây rồi. Như vậy là đã vào nhà rất nhanh chóng, lách qua một khe rất bé vào thẳng nhà chiến tướng luôn. Chiến tướng trong nhà không có ruộng, như vậy một bài chiến tướng quyết định đi dâng A rồi. 5A và đã được hai nông dân. Sao Long thì ăn được một dân và những bãi gỗ đi từ chiến tướng sẽ phải chạy. Như vậy trong những tuần tiếp theo thì chiến tướng sẽ không sắp ra được đầu quân nữa. Rồi, Long vẫn chỉ thủ thôi. 4A vẫn đều, dân rất khỏe. Các bạn nhìn thấy lực về gỗ, lực về thực của Long rất là, các bạn thấy rằng là luôn luôn là thực, luôn luôn là dư giả thực để sóc đều dân. Đây, có sát hiệu. Có sát hiệu như vậy là chiến tướng là người dâng 5A. Đừng đốt E. Quyết định lao vào. Lao vào đây. Có lao không? Như vậy là không lao vào. Chỉ cho một cung R, hai cung R và bốn con cung R. Chỉ cho những con cung R vào thăm dò tình hình thôi. Bây giờ thì là một tình huống hai con đứng bên trong. Như vậy là nội nội ứng ngoại hợp rồi, trong bắn ra ngoài bắn vào, nhưng cái thế đứng quân của Sao Long đang là người đẹp hơn. Đập dân luôn vào vé à, tôi là chiến tướng khó rồi. Quân của Sao Long là xong rất đều ở bốn nhà BA. Bây giờ cái tân quân đỗ ốp này thì chiến tướng không ốp được. Khó. Tham này của chiến tướng không biết bao nhiêu, nhưng tham này của Sao Long đang là 44 và mình nghĩ rằng tham sẽ đè hơn hẳn cho Sao Long, khi mà bạn thấy rằng là Sao Long sóc rất đều quân, quân sóc đều, dân già vẫn đều. Tôi này đấu quân thì Sao Long chỉ cần lùi lên con dốc kia là đã chết thủ được nhà vô tư. Nhưng mà không cần phải lùi, không cần phải lùi khi mà tuần nữa nở ra và những con cung R nó sẽ thủ được thoải mái. Những cung R đến từ game thủ Sao Long trong tuần đầu tiên vẫn đang đi móc và vẫn đang ăn được dân của game thủ chiến tướng tại những chiếc BS. Bây giờ thì khoanh ruộng chính của game thủ Sao Long đang bị sờ vào một cái khoanh ruộng rất là đẹp về thế làm của những con nông dân, nhưng mà một khi đã bị bắn rồi thì không thể chạy được, do là nó bị kẹt, nó bị bịt hai đầu. Đây, rất khó chịu. Sao Long tham lai đang là 48 mà vẫn ra rất đều dân và quân. Có thể rằng lượng thực của Sao Long lúc nào cũng dư giả để sóc dân đều quân đều đấy. Chiến tướng thì ông bị quản rồi. Bị quản như thế này thì rất khó sóc. Tiếp tục chạy thêm một bãi gỗ nữa. À, không, một bãi thực. Sao Long đang được có một chút dốc. Chiến tướng vẫn đang công rất rát, nhưng Sao Long là người vẫn thủ được nhà. Tham lai vẫn chỉ là khoảng 48-49. Một cái tham như thế này rất là ổn, rất là ổn trong bài đánh 4A và bị 5A dừng vào mặt.
một tình huống mà Sang Long anh ta không chú ý lắm và chiến tướng đang thả ra những con rắn bóc máy rất nhiều nơi. Một bãi gỗ phía ngoài đang bị bắn vào, khoảng trống chính cũng đã bị sờ vào. Đây, khu vực làm ăn này thì chiến tướng vẫn sóc ra được 4A, nhưng vẫn bán hoang rất tốt. Đến thời điểm này, phút thứ 22 trong game rồi, sóc 4A vẫn ra thì cũng rất là ghê đây. Nhưng mà làm nào thắng được Sang Long bây giờ? Khi mà Sang Long vẫn còn nhà, lượng thực của gỗ Sang Long đang rất dư dả. Tham là khoảng hơn 64 rồi. Tên quân này bị ăn nốt thì chắc là chiến tướng quyết luôn. Một trận một bài mà chiến tướng công sát, nhưng đừng để là Sang Long. Đây là Sang Long chứ không phải một ai khác. Nếu như đây là một kiếm thủ nào đó bên phía Việt Nam mà không phải là BB, à không phải là chim sẻ Hồng Anh, mình nghĩ rằng nếu như chiến tướng dâng ra cái bài này không phải là Hồng Anh hoặc là chim sẻ thì khả năng oảng lâu rồi. Công 5A rất đều, đến phút thứ 22 trong game vẫn sóc ra được 4A. Thì các bạn thấy rằng là một bài dâng công an hoa rất tốt. Chỉ có cái điều đó là Sang Long là người đánh tốt hơn thôi. Thủ nhà dẻo, phát triển đều. Các bạn thấy đây, bóc máy rất khó chịu. Khoanh ruộng của Sang Long thì không mấy khi là làm ăn yên ổn cả. Đến Sang Long, các bạn thấy rằng Sang Long còn bị chiến tướng quay cho mong mòng mòng như này thì mình nghĩ rằng Việt Nam không có nhiều người có khả năng đỡ được chiến tướng trong cái bài này. Các bạn thấy rằng Sang Long bị quay cho không rất là khó. Sang Long ta chỉ anh ta chỉ ăn rồi đỡ nhà và mang tên cùng rờ đầu đi bóc thôi, không làm được bất kỳ một cái gì khác nhiều cả. Rồi, như vậy là chiến tướng cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn quyết và tỷ số là 1-0 cho Sang Long. 1-0 cho Sang Long trong kèo thi đấu solo Asian. Chiến tướng rất cố gắng nhưng tướng rất tốt, nhưng Long rất tiếc.